Xin chào tất cả anh em, ngacnguyenshop.com số điện thoại 0917478430. Xin giới thiệu đây anh em ạ. Đây ạ. Hôm nay là em đang đang đổ cái chậu là lục giác 1,5 m, cao 90. Đây là đang quét hồ dầu ạ. Đấy. Này nhá. Đây là đã quét một lớp dầu chống dính rồi và sau đó quét thêm một lớp xi măng tinh như này ạ. Đấy. Đấy đang quét này nhá. Và đây ạ, đây là cái lòng trong. Đây ạ, đấy. Cái lòng trong bằng tôn nha. Đã được chế rồi. Được chế và hoàn thiện. Đây ạ. Đấy. Thì tất cả anh em khi mà mua bộ vỏ này, mua bộ vỏ chậu lục giác 1,5 m này thì em đã có thông số. Em đã có thông số kỹ thuật của cái những cái tấm tôn này. Em sẽ báo cho anh em. Và anh em chỉ việc cắt tôn này về và hàn giống như này là xong. Đấy, rất dễ thôi, một tí nữa mình sẽ đổ. Đây ạ. Đây là chậu lục giác 1,5 m có chân kỷ nhá. Đây. Anh em nhá, đây là đang trộn vữa nhá. Đấy. Đây. Vữa này phải đảo thật kỹ nhá. Đây là trộn tay, nhưng nếu anh em có vữa trộn máy cũng được. Thì đây là sử dụng đá mi cộng với này cát vàng. Đấy, cộng với xi măng với công thức với tỷ lệ là 1,5 một xi và 1,5 cát đá thì nó ra như này. Và bây giờ tí nữa chúng ta cho nước ở đây ngâm. Đấy, đây ạ. Đây nha. Anh em thấy nhầm vào đây. Đối với cái chỗ, đối với cái chậu này ấy, thì là chỉ chúng ta chỉ cần đi sắt ở dưới đáy này và một dây sắt ở trên miệng. Đây ạ. Cho anh em thấy nhá, đánh hồ dầu thật kỹ. Đây là cho tận trên mép trên này, em cho đánh tận trên mép trên này luôn. Đấy. Không cái mép này không cần, đánh như cái mép đấy, cái mặt trong ấy thôi, đánh lên tận trên đấy luôn, đánh nó thật kỹ. Đấy. Tí nó sẽ đặt cái lòng trong vào và khi rót vữa em sẽ rót vữa em sẽ quay ở video tiếp theo, đó là video em rót vữa vào như thế nào. Và đây là kỹ thuật đổ này, thì là chậu này đổ là có lòng trong và lòng trong này là được chế bằng tôn. Tôn này đang chế cái tôn này là 1,5 ly. Tôn 1,5 ly thì là chúng ta chỉ cần mua bộ vỏ này về thôi. Còn tất cả những cái lá tôn là em đã có thông số kỹ thuật rồi. Cả một cái chân kỷ nữa. Chân kỷ thì hiện nay là tí nó sẽ làm sau. Đấy, đây là cái thân trên. Đấy là đang quét hồ dầu. Đấy, em tranh thủ em quay video lại để cho anh em tham khảo. Đấy. Đấy, nhìn đây. Đây là cây. Đấy. Góc sân. Anh em quét thật nhuyễn thôi, kỹ thế chắc được rồi. Đây ạ. Đấy, quét hồ dầu thật kỹ, sau đó sau khi ta quét hồ dầu kỹ rồi, ta sẽ đặt cái lòng trong này vào. Đấy, trong như này. Đấy. Và em sẽ quay video, ở video sau là sẽ quay video kỹ thuật rót vữa vào như thế nào và sẽ kê kích lòng trong, cân chỉnh cho nó chuẩn. Đấy. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi ủng hộ trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Em xin cảm ơn.